Tới đây hồi nào vậy? Con đã theo thầy lâu nay, chuyện như vậy mà con không biết hay sao? Nếu vậy mà con cũng không biết thì con đâu có dám nói cho người ta biết con là đệ tử của lão tổ Hoa Sơn Trần Hy Di. Sư phụ coi nè, con đã nấu cơm sẵn chờ ông tới đó, cả bắp ngọt mà sư phụ thích ăn nữa. Hãy không đúng, không đúng. Ở trong cái chảo đó đúng ra là phải 8 trái bắp mới đúng không? Tại sao chứ còn 4 trái vậy kìa? Có người mới vừa đi qua, con cho họ 4 trái để họ đi đường ăn đỡ đói thôi. Vậy thì đúng rồi. Thầy đã tính trước sẵn, trước khi thầy mà tới đây nhất định phải có người tới đây làm hết. Sư phụ quả thật là tiên tri đó. Chẳng những là như vậy mà thầy còn biết con chưa thấy người ta sinh mà cũng đã cho người ta 4 trái bắp rồi phải không? Hả? Thì dù sao người ta cũng là khách mà. Vậy cũng đoán ra được nữa. Không phải đoán ra được mà là thầy đã nhìn thấy rõ ràng. Thầy đến tuổi này rồi mà, chẳng lẽ cả tâm sự của một cô con gái mà thầy không hiểu hay sao? Coi mặt con kìa, đỏ hết trơn rồi đó. Không cần đoán cũng biết là một chàng trai trẻ. Sư phụ nói cái gì chứ? Con người này đó hả? Bề cao bãi xuất, lịch sự phải cử chỉ sang trọng, bảnh bao chuẩn dạng. Xem ra đó hả, con là kẻ hậu của danh môn. Có đúng vậy không? Đúng không hả? Vậy mà cũng nhìn thấu được. Hả? Chuyện này không phải là nhìn thấu mà là đoán ra mà thôi. Ba hồi thì đoán được, ba hồi thì nhìn thấu, còn nó không lại sư phụ rồi. Quên, đó chính là cái bí ẩn của phái Hoa Sơn đó mà. Trong quải mình đều là ý trời. Mặc dù bóc toán cũng có thể nắm được chút, nhưng mà nó bị hạn chế. Nhất định là phải phối hợp với hiện thực mới có thể vận dụng được như ý. Đó chính là tâm đức nhiều năm của thầy. Con hiểu rồi, từ nay Quế Anh nhất định nhớ kỹ lời răn dạy. Không cần từ nay, thầy muốn thử con ngay bây giờ. Theo thầy ra đây. Quế Anh, con coi đi. Cửu Long Cốc ở đàng xa, 6 đồ yểu khí xung thiên. Hiện tại danh tướng của Đại Tống, binh mã đại nguyên soái Dương Viên Siêu đang bị hãm trong thiên môn trận của Trồng Cốc đó hả? Trận pháp này càng lẫn trong nhu, thật quà trong hư. Xem ra muốn thoát được không phải là dễ. Quế Anh, có điều cũng nhìn thấy được trận này có cái gì bí ẩn hay không? Nhìn tổng quát kết cuộc mà nói, trong bát môn thập nhị cung thì giống y như là tử di tổ số của sư phụ. Nhưng trong đó đầy sát khí, lũy khí tràn ngập, độc ác vô cùng. So với từ hòa chi khí của sư phụ thì khác xa. Quý anh, kim khí hoàng hậu của con đó đã được sự chân truyền rồi đó nghe. Vậy thì lạ quá. Không lẽ người đấu trận này biết tử di tổ số? Đúng vậy. Thầy nhìn vô đã biết cục diện của nó rồi. Đó là do tử di tệ số của thầy biến hóa mà thành. Nhưng mà trong đó lại thêm vô, cả thầy cũng không thể am hiểu được nữa. Đó là cái thuật sát khí của bọn người Liêu, cho nên sức sát hại của nó rất là mạnh mẽ. Xem ra người mà bốc trận này đối với thầy có cái nguyên căn thâm sâu. Vừa chánh vừa tà, một cái trận pháp quái gì, có cách nào quá giải không hả sư phụ? Hiện tại muốn phá được cái trận này không có gì mấy khó đâu. Trong trận phải có lục soát phò trận như trong bát môn đó. Nếu như mà người bố trận luyện thành thập nhị sát tọa trận thì không bao giờ còn sót nữa. Dù cho có Đại La Kim Tiên đi nữa đều không làm gì được họ. Sư phụ nói vậy thì người Liêu đó là thiên hạ vô địch. Nếu như người Liêu thật tung hoành ngang ngược như vậy thì sanh linh của thiên hạ sẽ bị tai ương quả kiếp đó mà. Sư phụ, cả người cũng vô phương hả? Ý trời như vậy thầy cũng bó tay luôn. Thank you.
Ha, ly này là để chúc mừng cho quân ta thắng trận. Tạ ơn đại dương. Hôm nay thiết kế bố trận hoàn toàn nhờ các tướng sĩ dụng kế. Kẻ được công nhất là phải kể Gia Lục Thanh Gia. Đại dương quá khen, Hào Nam không dám nhận lệnh. Gia Lục Thanh Gia, người bố thiên môn trận đó quả thật lợi hại. Chúng ta không có cần tốn sức thì đã hãm Dương Diên Siêu ở trong trận. Xem ra triển khai trận này thì mình có thể hùng bá thiên hạ, đánh bại vô địch thủ. Bẩm cáo đại dương, thiên môn trận chỉ là trận pháp ban đầu, còn chưa phát huy được sức mạnh tột đỉnh. Hiện tại lục sát phò trận chưa hẳn hoàn thiện. Âu Thương Sanh Độ, Cảnh Tử Kinh Khai 8 cái vị trí vẫn còn chưa khai độ. Nếu như gặp phải cao nhân thì có khả năng bị điểm phá. Nếu như mà được 12 linh đồng xả thân luyện thành thập nhị sát cọ trận, lúc đó không còn thiếu sót. Tiến có thể tiêu diệt muôn quân, lui có thể giữ vững kim thành. Như vậy mới có thể thiên hạ vô địch, ta mới độc nhất. Hay hay, hèn chi bổn dương thường hay nói, văn hóa trung nguyên uyên bác thâm sâu, có trận pháp này cao siêu tột đỉnh, bổn dương nhất định hạ lệnh tôn thất quý tộc phải học hỏi văn hóa trung nguyên mới được. Đại dương từ xưa tới nay ngưỡng mộ văn hóa Nam Triều, nếu truyền hạ triệu chỉ như vậy thì từ nay những kẻ mà gièm pha ở trong triều đình sẽ không còn dám nói dớ giận nữa đâu. Hào Nam, ngày sau bổn dương tiêu diệt được Tống Thất, nhất định không quên công cả của người. Từ khi thống nhất thiên hạ, người nhất định khôi phục cứu quốc, tái lập tôn miếu. Nhờ hồng đức của đại dương, Hào Nam được cái ngày đó, đó là nhờ ơn của đại dương tái tạo. Liệt tổ liệt tông nhất định ngậm cười nơi suối vàng. Nè, mình giữ chút thiên môn trận càn quét thiên hạ, mà cũng vì ngày hôm nay nhổ được kỵ đinh chướng mắt của Dương Diên Siêu, chúng ta cản ly. Đại dương, Hào Nam không dám giấu giếm, hiện tại Dương Diên Siêu vẫn còn ở trong trận, chưa thể diệt trừ. Gia Lục Hào Nam, ngươi không phải có tình cảm với hắn, muốn tha hắn một mạng chứ? Muốn giết kẻ này kể như là trở bàn tay. Dĩ nhiên tôi có dụng ý khác. Hả? Hào Nam, kẻ này dũng mãnh phi tường, giữ lại sẽ gây hậu hoạn. Để tránh đêm dài nhiều mộng, cứ chém hắn để tế thần đi. Đại dương, giữ kẻ này lại có thể làm mù. Dương Diên Siêu có đằng trên dưới có thiên đao phủ, nhất định rối ren tìm cách cứu gỡ. Lúc đó nhất cử mình gài vào thiên môn trận, tiêu diệt toàn bộ. Diệt được Dương gia quân thì chủ lực của Tống Tào sẽ bị mất, quân ta sẽ có thể như là trẻ trẻ, nhất cử Nam Hạ, trực chỉ Biển Kinh. Bạch Tông Đế phải quỳ gối xin hàng. Thiên môn trận này là do Lư Hầu Nam ta bố đây, chỉ vô không ra, đừng có hòng có ai cứu người. Khơi khơi một hiểu trận không thể cản được Dương Diên Siêu ta. Thật ra Dương Nguyên Soái khỏi cần phải chịu cực khổ như vậy, bởi vì tôi biết đại dương với nương nương đều muốn cho thêm một cơ hội ông. Sự thật ông có chịu hà hay là không? Hỏi Dương thừa. Nguyên Soái đâu cần phải cố chấp chứ. Hơn nữa Dương gia quân của ông không phải lần đầu tiên đổ máu ngoài trận. Năm xưa lão thằng Dương Linh Công, năm xưa là cận thần của Bắc Hán, cuối cùng vẫn là đầu phục Tống Thất. Năm xưa Hán chủ Lưu Bang bảo tàng hôn mê làm giết trung thần, ta chỉ vì đại cuộc đại nghĩa Dương gia ta mới cải tà quy chính. Sự thật đó hơi hùng biện, phản bội là phản bội, dùng có trang điểm cách mấy đi nữa cũng không thay đổi sự thật. Rất tiếc ngươi cũng là một Hán mà lại cam chịu làm dấu cẩu cho người Lưu. Ngươi không sợ làm nhục tổ tông sao? Tổ tông của tôi bị người Tống giết hại, tôi với Tống Thất có mối thù không đủ trừ chung. Nếu như ngày nào tôi còn sống không đoạt lại được thiên hạ của Tống Thất thì tôi quả thật có tội với tổ tông. Ngươi họ Lưu, chẳng lẽ ngươi là... Đúng vậy, ngày xưa lấy gì Lưu Quân đó chính là ông nội của ta. Lưu Quân năm xưa tuy làm loạn nhưng tới chết cũng chưa làm mất đi tinh thần dân tộc. Còn nay ngươi cam làm cháu cẩu xâm phạm lãnh thổ, giết hại con dân ta, rõ ràng bất phân thị phi. Nếu Lưu Quân dưới lòng đất biết được, nhất định chết không dám mắc. Xem ra ngày nay tôi khó có thể thuyết phục được Nguyên Soái. Nếu như ông không trân trọng cơ hội cuối cùng thì ông sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Có người thấy được mũi tên này, phái thêm quân tới tăng viện. Tông không phối dịp chiêu ma cực trúc, môn xương giả đọa đọa thật. Quế Anh, còn sống ở trong hoàn cảnh này đã bao nhiêu năm rồi hả? Con đi theo sư phụ đã 12 năm rồi. Nhớ năm xưa cháu con là một hồn, đêm của con đem giao cho thầy đều ở nguyên trong thầm gốc, sống với một cách sống rất là thanh đạm. Ăn đó là cải rau, đậu hũ, gạo thù, rất đơn giản. Mặc thì thô y thô quẩn. Quý anh, con có quán thầy không vậy hả? Con đâu có dám. Sư phụ đã đem tất cả tuyệt học truyền lại cho con, là dạy cho con cách ở đời. Con đã coi sư phụ như là cha của con rồi. Quý anh, đúng là lúc con phải xuống núi rồi đó nghe. Bây giờ thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, đó chính là ý trời. Dù sao thầy trò phải có lúc xa nhau. Con không nỡ rời xa sư phụ. Thầy cũng đâu nỡ xa con chứ. Bất luận như thế nào đi nữa, thầy cũng đâu có cản cái mối duyên nợ tốt của con chứ phải không hả? Sư phụ, thầy đã bốc ra, năm nay con hồng loan chánh độ, nhất định phải gặp người trong lòng, phải trọn vẹn một cuộc tình duyên tốt, thì thầy đây đâu có giữ con được. Đâu thế nào nhanh như vậy? Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Quế Anh, cái cung mạng của con là Nguyệt Lãng Thiên Môn, gặp phải quý phụ, suốt đời phú quý vinh hoa, hưởng bất tận đó con à. Sư phụ à, con còn nhiều điều chưa học, cho con theo sư phụ học hỏi đi. Có câu là trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Nếu như mà cái phận gái không có sự ký thác chung thân, dù là học được võ nghệ cao siêu cách mấy cũng vô dụng thôi. Duyên phận duyên tàn, cuộc đời vô thường, sau này con sẽ được thiên dinh cực phẩm, sau này con biết nghĩ tới sanh linh của thiên hạ. Vậy thì không uổng công thầy đã dạy cho con tất cả rồi. Quý anh chỉ cần sống thanh đạm, không cần danh lợi, càng không cần phú quý vinh hoa. Cái đó đối với chồng tương lai của con có cái quan hệ rất là to lớn, sau này con sẽ hiểu rõ thôi. Tại sao lại là ngươi? Thiếu gia, gặp được cậu hay quá. Nè, tao hỏi người, tại sao không ở trong cốc, ra ngoài này làm gì? Tôi ở ngoài cốc à, chờ lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ ra có người có thể cứu được nguyên sói, cho nên tôi dặn mấy tên lính ở ngoài cốc tiếp tục chờ. Tôi mới đi tìm, ai ngờ tôi đi hết mấy ngày tôi lại lạc lối. Ngươi muốn tìm nữa là ai? Ngũ già Dương Diên Đức. Cha của tôi đã từng nói với tôi, Ngũ gia đừng đi theo Ly Sơn Thánh Mẫu học phép. Tôi nghĩ ông chắc chắn có cách phá được tiểu pháp của người Liêu. Nhưng mà Ngũ Bá Phụ đã xuất gia, ta chỉ biết ông ở Ngũ Đại Sơn, nhưng không biết ông ở chùa nào hết đó. Tôi biết, tại Thanh Lương Tự, cha tôi có nói cho tôi biết đó. Anh à, hiện tại tình trạng của cha ta thế nào hả? Hiện tại nguyên sói bị hãm trong yểu trận, sống chết còn chưa biết. Mình lập tức đi Ngũ Đại Sơn, mời Ngũ Bá Phụ xuống. A Di Đà Phật, bổn tự không có người nào tên là Dương Diên Đức, làm phiền hai vị thí chủ xin tới chùa khác tìm nữa đi. Tôi không tin là Dương Ngũ gia không có ở đây. Năm xưa cha của tôi rõ ràng là gặp tướng quân tại ở đây mà. Đúng là ông thầy chùa quỷ này nói bậy nói bạ mà. Đình Quý, thưa đại sư, chúng tôi vì thiệt có nhiều chuyện quá cấp bách đi gặp ổng,
làm phiền đại sư, mời Ngũ Bá Phụ tôi ra đây. Thí chủ, người xuất gia không nói lộng ngôn, bổn tự. Hy Phong, chuyện gì ồn ào vậy? Thế gia, lui đi. Ông là Ngũ Bá Phụ, cháu là con của Dương Dương Siêu, Dương Tôn Bảo. Lúc cháu còn nhỏ đã từng thấy bá phụ, cháu còn nhìn được dung nhan của bác. A Di Đà Phật, bần tăng quả thật là dương viên đức, nhưng đã xuất gia nhiều năm, ở trên đời này không còn người tên dương viên đức nữa. Pháp danh của bần tăng là Trí Không. Ngũ bá phụ, hiện tại cha cháu bị hãm trong thiên môn trận của quân Liêu, nguy ngập trước mắt. Cháu đây xin thỉnh Ngũ bá phụ hãy cùng cháu xuống núi để mà cứu cha cháu. Sống chết do trời, giảng sự đều có số kiếp. Nay bần tăng ở trong tam giới từ lâu, không còn dính líu vào ngũ hành nữa. Mọi sự như mưa gió bên ngoài, đã không lo không nghĩ tới. Hai vị thí chủ hãy lui về đi. Ngũ bá phụ, không lẽ là bác không bao giờ nghĩ tới tình thủ túc sao? Ông đó dù sao cũng mang họ Dương mà. Nguyên số của chúng tôi đang gặp nguy hiểm trước mắt, ông thấy chết mà không cứu, ông ăn chay làm cái gì? Ông tu hành để làm cái gì đây chứ hả? Đừng quý, không được vô lễ. Năm xưa sở dĩ bằng tăng xuất gia đó, chính vì nhìn thấy người đời giết chóc quá nhiều, sẽ có quả báo. Ngày nay hy vọng hai vị thí chủ đừng vì mọi sự vinh lộc của thế gian, vì mọi sự thù hằn mà tới đây quấy nhiễu bằng tăng, làm trở ngại tu hành của bần tăng. Cái ông thầy chùa khốn kiếp này, bây giờ tôi nói cho ông biết, tôi đập hết cái chùa chiền này để coi ông tu hành như thế nào đây hả? Võ nghệ của bá phụ không kém gì năm xưa, tại sao lại mai một tài cán? Luyện võ cũng chỉ vì sức khỏe chứ không vì vinh lộc. Người có đức tu cũng biết nghĩ thế sự rối ren. Trong mắt của bằng tăng chỉ có Phật kinh thành đức. Tiếp diệu. Ngũ bá phụ, kẻ xuất gia đó từ bi hỷ xã, bắt đầu thế nào độc tọa thiền môn, độc thiện kỳ tâm. Người đã xuất gia tránh phạm giết chóc, ngày nay dù bằng tăng chịu xuống núi với người cũng chưa thể giúp được điều gì. Không đâu, nếu bác chịu giúp cháu, chẳng những cứu được cha của cháu, càng có thể cứu được sanh linh thiên hạ, còn hơn bác ngồi tu thiền tịnh lo thân ích kỷ. Giữ được cha cháu chẳng những như giữ được muôn muôn vàng vàng bá tánh của Đại Tống, cho nên Dương gia quân không thể nào tiêu diệt. Nếu không, một khi để quân Liêu tràn ngập phía nam, tung hoành ngang ngược tàn sát sinh linh, chẳng lẽ lúc đó những kẻ có lòng dạ Bồ Tát như bác cam tâm nhìn thấy sao? Bằng tăng thiền tu nhiều năm, chưa bằng những lời lẽ của tiểu điệp. Được. Ngũ bá phụ. Ngũ gia. Ngũ gia, ông chịu xuống núi hả? À dạ, vừa rồi tôi mạo phạm quá nhiều, nguyên số đã gặp nguy hiểm vô cùng. Bây giờ mình cùng nhau lập tức xuống núi đi. Khoan đã, đêm rồi bằng tăng quan sát bầu trời, tuy thấy sao tướng ẩn vật nhưng vẫn sáng tỏ, có lẽ nguyên soái phủ vô sự. Nếu như muốn phá trận, trước hết phải kiếm được thần binh lợi khí để phụ giúp. Ngũ bá phụ, thần binh lợi khí rất quan trọng cho việc phá trận sao? Đúng vậy, bá phụ đã từng quan sát Cửu Long Cốc, nhận thấy yêu khí ở trong trận lấy thổ làm gốc, nhất định phải lấy mộc để khắc chế. Nếu như có thể mượn được thần mộc đó, bây giờ mình còn chờ gì nữa, lập tức đi mượn đi. Bọn ngươi tưởng dễ dàng lắm sao? Mộc Kha trại chủ Mộc Hùng Đối là cựu thần của Bắc Hán,
kẻ hậu của Mộc Khánh Vân, xưa nay vẫn căm hận Dương gia. Nếu như mình mở miệng với y, điều đó không thể chấp nhận được. Nếu như họ không cho mượn thì mình phải làm cách nào đây? Một khá trại do một số võ lâm cao thủ tập kết mà thành, trong đó không thiếu những kẻ cao siêu kỳ nhân. Nếu như mình ngang nhiên tới đó, chắc chắn sẽ gây đại họa. Cái gì mà Mộc Lâm chi sĩ võ lâm cao thủ, Tiêu Đình Quý tôi không bao giờ coi họ ra cái gì cả. Đình Quý, chuyện này không thể hành động cẩu thả. Tôn Bảo, tạm thời các ngươi ở trong chùa để tìm ra cái cách thượng sách, tương kế rồi hậu động. Dạ, Ngũ Bá Phụ. Chỉ có qua thôi, chán quá. Hoàng thượng, ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8, vừa đúng bạch lộ cho mùa thu. Thời tiết thu linh, muôn hoa không nở, chỉ riêng thu cúc mới hé nở. Chỉ có cúc thôi đâu gì đáng ngắm, trẫm thấy nó có vẻ kiêu sắc, chẳng có chút nào diễm lệ, trẫm nhìn thấy chán cả lòng dạ. Hoàng thượng thanh minh, lúc này đại tống ta đang dũng binh dưới nước Liêu, hoàng thượng ngắm hoa cúc đều nhận thấy nó cũng có sát khí, đúng là một minh quân không quên việc nước. Khi xưa lúc cao tổ Lưu Vong, thái tông Lý Thế Dân, đúng là hoàng thượng đã hơn những kẻ đó quá nhiều rồi. À nè, sự chiến của Dương gia ở Long Cốc như thế nào? Bẩm hoàng thượng, Dương Lục Lan bị hãm ở trong Cửu Long Cốc nhiều thời. Ê, đừng có nói xấu Dương gia đó nhờ. Dương gia có nhiều nhân tài lắm. Nè, cũng như hôm nọ, cô gái mà ta gặp ở trong Miễu Liệt Từ đó, cổ tên là Bài Phong gì hả? Võ công của cổ cao siêu, giỏi lắm. Hoàng thượng, hạ thần đâu dám nói dơ nói giận. Dương Lục Lan bị hãm chiến sự thất lợi, tổn binh hại tướng. Này có văn thư khẩn cấp từ biên cương, xin hoàng thượng duyệt xét. Ấy, không có nói Dương gia là thiên hạ vô địch hay sao? Hoàng thượng, hư danh chưa phải đúng, trận tiền mới có thể nói sự thật. Hết sức khủng khiếp. Nè, lùi ra, lùi ra. Lùi. Hoàng thượng, nếu như tâm trạng bực bội, thôi vô hậu cung để người hầu hạ đi. Khỏi cần, trẫm thiệt không hiểu. Cả cái hoàng cung rộng lớn như vậy, không có kẻ nào hợp nhãn. Những kẻ xinh xắn hay là đẹp cũng chẳng qua là như vậy, giống như người đẹp khúc gỗ, thiệt là chán quá. Thần có một ý biểu. Á đầu của Dương gia hôm nọ có công cứu gia Miễu Trung Từ, tại sao hoàng thượng không chịu cho nhập cung để đích thân ban thưởng? Một mặt hoàng thượng thưởng phạt phân minh, mặt khác có thể cùng hoàng thượng du ngoạn giải trí. Hoàng thượng nghĩ rằng thế nào? Không được, không được. Cứ làm như vậy thì e rằng thiên hạ sẽ cười trẫm vì một tên ảo hoàng của họ Dương đó. Vậy kẻ Dương Bài Phong đó bất quá chỉ là một ảo hoàng đốt đúc của Thiên Ba phủ, mà được ngài yêu chuộng thưởng thức thì cũng là phước hạnh ba đời rồi. Vậy để hoàng thượng đối với y ân trời hậu trọng, luôn cả tới cái dòng họ Dương nữa. Huân chi từ cổ chi kim, những quân chủ anh minh đều có chuyện vong lưu như vậy chứ. Hoàng thượng cần gì phải lo nghĩ. Được, nói hay lắm. Thái sư Qua Thạch Đạt, thái sư tốt của trẫm, cái chuyện này trẫm chuẩn tâu. Tạ ơn hoàng thượng, hạ thần lập tức lo ngay. Hạ triệu Dương Bại Phong lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Không chỉ tạ ơn. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Tạ dạng tuế. Thái quân, chúc mừng đó nha, hả?
Một kẻ á hoàng đốt đuốc của dân gian mà lại được thánh thượng yêu chuộng, đúng là khả hỷ khả tụng. Thật ra Bài Phong chỉ là một tên á đậu đốt đuốc của Dương gia, đâu có tài đức để được thánh thượng ưa chuộng. Hơn nữa, đưa vô trước mặt hoàng thượng sẽ làm thất lễ. Nghe cách nói của Thái Quân, dường như không muốn thỏ ơn hoàng thượng hả? Không phải lão thân không muốn. Thái sư, chúng ta cũng nói thật đi. Lần này Bài Phong nhập cung, tất cả ai cũng biết là chuyện gì rồi. Có thể nào nhờ Thái sư khuyên dùm hoàng thượng, xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh không? Thánh chỉ là do hoàng thượng hạ chỉ, ta tới đây chỉ là tuyên đọc thánh chỉ thôi. Thái sư, con gái của ông nhập cung thì quý thần bàn phi, còn Bài Phong của chúng tôi e rằng không có phước như vậy đâu. Thánh lệnh đã ra, lập tức thi hành. Bổn thái sư ngồi đây chờ đợi. Nếu như thời túc đêm nay còn chưa đưa Bài Phong nhập cung, hoàng thượng quả tội xuống, thì bổn thái sư đây chỉ có cách tâu thẳng, khắp dương gian cũng không dám kháng chỉ đâu. Ngươi, quận chúa. Sao hả Thái Quân? Bà hãy nên ngoan ngoãn trang điểm cho Bài Phong, đưa đi nhập cung đi. Tâm ý của hoàng thượng người sáng suốt nhìn vô là biết ngay, nhưng mà thánh lệnh khó từ. Nếu như chúng ta không đưa Bài Phong nhập cung thì trở thành kháng chỉ phạm thượng, còn nếu như đưa nó nhập cung thì đâu khác gì đưa cừu vào miệng hùm. Bài Phong, người phải tính cho kỹ. Nếu như người không muốn nhập cung thì cho dù có phạm thiên điều, lão thân cũng gánh chịu cho người. Thái Quân đừng có nói như vậy. Từ nhỏ con đã nhờ bà nuôi nấng, còn dạy võ nghệ cho con, con đã mang đại ơn của nhà họ Dương. Nhưng mà nhất nhập cung môn thâm như hải, Bài Phong ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đó. Đâu thế nào chỉ vì một mình con mà làm liên lụy đến cả nhà họ Dương. Hơn nữa, Bài Phong này không phải là con trừu, mà hoàng thượng chỉ bất quá là một con hổ súng răng, con mới không sợ đó. Nghe người nói như vậy, Bài Phong à, không lẽ ngươi có cách trị được? Phen này chưa hẳn đưa trừu vào trong miệng hùm đâu, biết đâu chừng là con chuột con câu được con mèo mập đó. Bài Phong, ngươi... Thái Quân, nếu như nói như vậy, cứ để cho nó đi một phen đi. Nếu là như vậy, Bài Phong, tuổi trẻ chưa biết nguy hiểm, mọi sự phải biết cẩn thận đó, không có nên quá đáng đó. Bài Phong biết rõ. Bắt muội cửu muội, hai em mau trang điểm cho nó đi. Dạ. Kính thưa hoàng thượng, bàn thái sư đã trở về rồi. Mau truyền. Tuân chỉ. Hoàng thượng hạ chỉ, truyền bàn thái sư tổng kiến. Thần tham kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dân nữ Dương Bài Phong tham kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Bài Phong, tạ ơn hoàng thượng đi. Tạ ơn hoàng thượng. Dương Bài Phong. Được, được rồi, đứng lên, đứng lên. Hoàng thượng triệu Bài Phong gấp quá, không biết có chuyện gì không? Hoàng thượng thánh minh, thưởng phạt phân minh. Gấp triệu Bài Phong nhập cung để cố tình thưởng thí, để thưởng lại cho y ngày trước đã có công cứu gia ở Miễu Trung Từ. Đúng vậy, bàn thái sư nói đúng lắm, trẫm phải đích thân thưởng thí. Không biết hoàng thượng thưởng thí cái gì cho Bài Phong đây? Trẫm là vua của một nước, phổ thiên chi hạ không ai hơn ta. Chỉ cần Bài Phong trích thú, ngươi muốn gì cũng được. Bài Phong, thật ra ngươi muốn cái gì? Thiệt hả hoàng thượng? Quân vua hí ngôn. Bài Phong, thật ra ngươi muốn gì? Bài Phong muốn vàng bạc. Vàng bạc? Trẫm còn tưởng ngươi muốn cái gì chứ. Vàng bạc chứ gì, trẫm có nhiều lắm. Bài Phong, ngươi muốn bao nhiêu? Bài Phong muốn một vạn lượng.
một vạn lưỡi. Không phải là số nhỏ đâu đấy nha. Không phải hoàng thượng đã nói quân vô hí ngôn hay sao? Được, quân vô hí ngôn, trẫm sẽ ban thí cho ngươi vạn lượng. Vậy được, đưa đây. Ê, Bài Phong, không được vô lễ. Hoàng thượng đã hứa với ngươi rồi thì còn có thể nuốt lời hay sao chứ? Hoàng thượng nói thì không bao giờ nuốt lời, nhưng mà vàng ở trong tay của mình dù sao cũng là chắc hơn. Hoàng thượng, tôi nói có đúng hay không? Đúng, nói đúng lắm. Người đâu? Dạ. Vô ngân khố lấy một vạn lượng vàng ra đây. Tuân chỉ. Bài Phong, trẫm thiệt là không hiểu ngươi cần vàng nhiều để làm cái gì vậy? Bài Phong, ngày sau ngươi ở trong cung ăn bất tận sơn trân hảo vị, xài không hết gấm dốc nhung lụa, thì cần gì phải xài nhiều vàng như vậy? Mai mốt ở bên cạnh trẫm không phải xài thứ vàng đâu. Hoàng kim là tới. Wow, thiệt là nhiều vàng quá. Kính tâu hoàng thượng, đây là 5.000 vàng lượng y, còn một dương nữa, có cần mang ra luôn không? Ngươi không cần. Ngươi không cần nữa sao? Tôi chỉ cần số lượng vàng này được rồi. Ngoài ra đem thưởng cho tướng sĩ biên ngải, họ cam khổ đánh giặc cho triều đình, đúng là phải thưởng cho họ đó hoàng thượng à. Đúng, đúng lắm. Tôn chỉ. Bài Phong, hoàng thượng đối với người ơn nặng như núi, còn không mau tạ ơn. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thì một vạn lượng vàng đó có đáng kể cái gì đâu. Bàn thái sư, ông hay lo quá à, chẳng lẽ ông lại có đồ tặng cho Bài Phong hay sao? Ở trong phủ của ông có ruộng điền muôn mẫu, ở trong khố của ông đó có 1.000 tạ gạo lương. Nè Bài Phong cô nương à, ở trong nhà của lão phù đúng là có ruộng điền dài mẫu, mà đó là để nuôi sống bản thân chứ. Bàn thái sư, hoàng thượng rất là lịch sự, đem một vạn lượng vàng ra để tặng cho tướng sĩ biên ngải. Ông là một vị cận thần, ít nhiều cũng phải tỏ vẻ điều chứ. Hoàng thượng à, tôi nói có đúng không? Đúng, không sai. Bàn thái sư, ông cũng cho ra chút ít để tỏ ý lòng đi. Ông để dành dưỡng già thì đừng có bị uống cho nhiều quá. Chỉ một vạn tạ gạo lương để cứu giúp cho tướng sĩ ngoài biên ngải thì cũng được rồi. Một vạn tạ? Ồ, nếu như thái sư nói một vạn tạ quá ít còn thấy ngại hả? Cho 2 vạn tạ thì càng tốt đó. Thái sư, hay là để trẫm quyết định dùm cho khanh. Khanh cứ cho 2 vạn tạ đi. Bài Phong xin đại diện tướng sĩ ngoài biên ngải cảm ơn thái sư. Bài Phong, sự yêu cầu của ngươi trẫm đã đáp ứng rồi. Bây giờ tới sự yêu cầu của trẫm, ta tin chắc ngươi cũng đáp ứng cho trẫm chứ. Hoàng thượng à, mình đã nói chuyện hết cả buổi rồi, tôi nghĩ chắc ngài cũng đã đói, không thôi mình ăn uống trước đi. Tôi nghe nói dự phòng của ngài nấu ngon lắm, không thôi ngài dắt Bài Phong tới đó coi cho biết đi, ăn xong rồi mới tính nha. Cũng được. Người đâu? Dạ. Kêu dự tiệc phòng chuẩn bị, trẫm với Bài Phong sẽ dự một bữa. Tôn chỉ. Ăn thôi mà phải ăn tới 8 món lần hả? Hả? 8 món chỉ là thức ăn thường thôi. 8 dĩa thức ăn này bao gồm heo bò trừu 3 dĩa, cộng với gà vịt ngỗng tam sành hợp thành lục xúc, còn hà tiên hải tiên với số lượng nghêu sò nấu thành những món rất là độc đáo lắm.
Vậy thì còn những món gì nữa? Còn bát vị nữa. 66, 36 món ăn nhỏ, hợp thành trân vị bát đủ. Còn 36 món ăn nhỏ, ở đó bao gồm Đức Lộc Viên Hương Ngọc, Đại Từ Yếu Nam và Hải Linh Châu nữa. Còn nữa? Nè, tôi ngừng cái đã. Hoàng thượng, ngài còn mời bao nhiêu người ăn vậy hả? Trẫm với ngươi và Thái Sư 3 người thôi. Chỉ có 3 người thôi mà ăn bao nhiêu món như vậy? Bình thường tôi chỉ ăn có 3 món thôi. Nó đâu có giống được. Đây là hoàng cung đại nội, dự tiệc của trẫm, đâu có thể sơ sài được. Hèn chi mới là đói rét đó. Thì ra một mình ông ăn biết bao nhiêu món. Ngươi nói gì vậy? Không, tôi đói rồi. Đói rồi phải không? Cầm đũa đi, trẫm gấp cho ngươi ăn nha. Nè, ngươi ăn thử, dự phòng nấu có ngon hay không. Thế nào, mùi vị có ngon không? Tên thì nghe hay lắm, nhưng mà mùi vị thì tạm tạm, không có bằng mấy món ăn bình thường của tôi ăn. Vậy thì bình thường ngươi ăn cái gì? Hoàng thượng à, không thể để tôi đích thần xuống dưới bếp nấu những món thường của Dương gia cho ngài thử nha. Ngươi biết nấu ăn hay sao? Dĩ nhiên rồi, lẽ ra tôi chỉ là một con ngã đầu bếp núc, nấu ăn là cái bản lãnh của tôi. Tôi không phải là tự khen đâu. Tôi nấu 3 cái đồ ăn của Dương gia đó hả, ngon đáo để. Ngài có cần thử hay không? Nghe hay lắm đó nha. Chuẩn tâu. Chuẩn tâu là cái gì? Chúng tâu á là hoàng thượng chấp nhận cho người xuống bếp đó, còn không mau tạ ơn. Không cần đâu, nấu 3 món ăn đâu có gì ân huệ chứ. Hoàng thượng không cần cảm ơn tôi. Bà Phong đi nấu đó nha. Nè, ông cái con ngã đầu này chẳng có biết lễ độ cái gì hết. Tốt, có ý nghĩa lắm. Sao lại lâu vậy kìa? Kính tâu hoàng thượng, những món ăn của Dương Bài Phong đã nấu xong. Thiệt? Mau truyền. Tuân chỉ. Truyền Dương Bài Phong. Hoàng thượng, mau ăn thử 3 món ăn của Dương gia tôi đi. Được. Tại sao mặt mày cứ nghi vậy? Bây giờ hoàng thượng, ngài có biết nấu một món ăn tốn biết bao nhiêu công hay không? Hoàng thượng, mời ngồi. Được. Tạ ơn hoàng thượng. Hãy ăn thử 3 món ăn của Dương gia tôi đi. Hả? Đây là cái gì vậy? Món này là huyết heo, lòng heo và xương heo đó hoàng thượng. 3 món này là 3 món ăn của Dương gia đó hả? Nhưng mà 3 món này có danh nghĩa lắm đó nhờ. Món thứ nhất gọi là Đức Huyết Xa Trường. Khi ăn món này đó, hoàng thượng phải nhớ đến tướng sĩ ngoài xa trường vì bảo vệ giang sơn của hoàng thượng mà họ phải dục huyết chiến trường. Món thứ nhì gọi là Can Đảm Tương Chiếu, đủ cho thấy Dương gia đối với triều đình trung can nghĩa đảm, nhật nguyệt tinh trung đó. Món thứ ba gọi là Đậu Hũ Đông Tử Cốt. Hằng ngày hoàng thượng ở trong cung ăn sung mặc sướng, hoàng thượng có nghĩ tới bình dân bá tánh ăn 3 bữa chẳng no không đủ hay không? Hoàng thượng xin hãy dừng. Thư môn tửu ngọc thối, đậu hũ đông tử cốt. Món này là Bài Phong đặc biệt nấu cho hoàng thượng, ngài phải ăn nhiều nữa đó nha. Hò hoàng thượng mời. Hey. Không hợp khẩu vị của hoàng thượng hả? Hoàng thượng à, người ta tốt bụng nấu cho hoàng thượng ăn,
Ngài không ăn thì thôi, tại sao phải giận dữ quá vậy? Vô lương tâm. Trẫm không có ý như vậy, nhưng mà coi cái tướng của người, người đâu? Dạ, dắt cổ đi tắm rửa thay đồ. Trẫm ban cho Dương Bài Phong tắm rửa qua thanh trì, tối nay ở lại trong cung để hầu hạ cho trẫm. Tuân chỉ.